Ok, chào 500.000 anh em đã quay trở lại với channel của Nancy ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay, đã lâu lắm rồi mình mới xuất hiện ở trên kênh YouTube này. Mình đem lại cho anh em một video về PUBG, một trong những tựa game đang ăn khách nhất hiện nay trong làng game Việt. Thì lâu rồi mình mới bắn. Hôm nay mình sẽ thử solo squad trong map Sunhawk. Thì đây là một bản đồ map 4x4 với lượng trang bị nhiều, cũng như cái diện tích bản đồ nó ngắn thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để được giao thông nhau hơn. Rồi, trận này Nancy quyết định nhảy bot cam để xem có tập nhảy dù hay không. Anh em có thể nhìn thấy quần xịp của em với một màu trắng bao phủ bên ngoài là chiếc áo choàng đen óng ánh đến từ nhà phát hành. Rồi liếm nhanh súng để có thể sống được lâu hơn, đó là phong cách của Nancy từ rất lâu rồi. Có cho mình thêm một khẩu Uzi đi xuống đây. Rồi, có thằng ngay ở ngoài cửa sổ, địt mẹ. Rồi em nhặt cho mình còn một khẩu UMP9 nữa. Té khẩn trương, ủi nó đây. May quá, nhảy xuống và vàng luôn. Có cho mình một mạng lốc bằng khẩu CMV. Tiếp theo là rút vector ra liếm ngay một mạng, không để cho nó thoát. Nó mà thoát bạn nó ra lại phang mình lại hỏng luôn. Máu của em nó chỉ còn một chút thôi, giờ em phải bơm máu vào. Các cụ đã có câu rồi, hết máu rồi thì lại bơm máu vào, vậy thì chúng ta mới có thể sống được lâu. Ở ngay bên ngoài này thì có tiếng chân ở ngay đây thôi. Em cần phải có thêm cho mình những lượng trang bị quan trọng. Đây rồi, có thêm một mạng luôn là khẩu Uzi. Liếm luôn lập tức, lưỡi em dài lên em liếm đến đâu là chết đến đó. Hai mạng, có thêm cho mình trang bị với khẩu UBZ. Ủa, rồi bình tĩnh thôi anh ơi, làm gì mà nóng. UBZ có thêm một mạng nữa dành cho em. Ngon quá. Cứ lúc vào đấy chờ bạn đến đi. Em ra em liếm luôn. Có thêm một mạng liếm nữa. Ba mạng ngon lành cành đào. Rồi, giờ đây thì trang bị nó cũng gọi là tương đối đầy đủ. Đạn xanh đạn vàng có đủ cả. Ngắm thật kỹ nghĩ thật sâu nhưng chưa có thằng nào đâm đầu vào đây cả. Có thêm cho mình cái giáp hải. Ngay đây có mạng không. Ủa ủa. Tí gì hẹo luôn. Nhưng không sao, em là người sống dai, các anh đều biết mà. Phụ kiện cũng đã dần có thêm nhiều dành cho em. Với khẩu M726 này thì nó rất khỏe, cũng chả thua AK là mấy, nhưng độ giật của nó cũng tương đối. Chúng ta cần phải bình tĩnh thôi khi sử dụng khẩu này. Quấn băng đít cô tách đầy đủ để máu có thể thấm được nhiều hơn. Rồi, có thêm cho mình một mạng nữa. Chúng mày cứ nhảy về như chỗ không người thế nhở. Giờ em ra em liếm này. Ở ngoài này đang có thêm một thằng ở ngay trước mặt em thôi. Đấy, 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 anh em bình tĩnh rồi. Quảnh đít vào đây. Nó vẫn chưa biết em đang ở đâu đâu mà. Làm một quả lửa cho nó thành trụi con mẹ nó lông luôn. Rồi, đang phải dập lửa thì ăn ngay vài viên đạn đã phải lặn xuống. Mọi chuyện nó là quá easy luôn. Em đang ra đây cứu nhau đến tận 3 mạng liên tiếp. Vậy là còn 7 mạng. Em ăn được 7 mạng và còn đến 72 player còn sống trên cái map Sanok này. Nhặt thật nhanh, nghĩ nhanh rồi chuồn gấp. Ở khu vực bot cam này nổi tiếng là một trong những địa điểm tập nhảy dù cho tất cả những anh em thi đấu cũng như là những anh em chơi cái trò PUBG này. Nhưng hôm nay em chán tập nhảy dù rồi, sau khoảng tầm vài ngày luyện lại thì em cũng cảm thấy mình cũng không đến nỗi phải tập nhảy dù thêm nữa. Trên tay em đang là khẩu M416 với khẩu đéo gì lúc ấy mình vừa nói xong mà mình quên rồi.
Thôi cái mẹ đi, cậu này bắn đạn 7 anh em cứ nhớ là thế. Là trong thời gian tới thì em sẽ cố gắng học thuộc tên súng nhiều hơn. Đây rồi, một mạng thứ 8 nữa dành cho em. Người bị gốc là An Cung Yung. Tên thì như Thái Lan. Pháp hồi đến từ Việt Nam vừa phải lằm xuống ở cái thánh địa Botcam này. Em có 8 mạng và 63 player còn sống. Lên đây lướt một vòng. Không ngờ hôm nay ở Botcam nó lại đông đến như vậy. Mọi lần có thể là nó sẽ đông hơn. Nhặt thêm cho mình một quả smoke. Ngồi im để xem chúng ta có thể nghe được động tĩnh. Còn một thằng ở ngay nhà hướng 190. Chúng nó còn hơi cao, lắp cái giảm giật vào sấy cho đỡ trượt. Đấy, anh em nhìn thấy nó chưa? Nó đang ló cửa sổ. Bố mày này. Làm ngay đó là Te Tôm 6. Đã ra đi. Còn một thằng nữa, đầu nó đây. Đầu nó đây. Tâm đỏ choét nhưng vẫn chưa hề lốc, chỉ là một cái mũ một thôi nhưng sao nó lại trâu đến thế. Quả đấy em đoán cũng chỉ tầm một viên vào đầu. Thôi được rồi, để ta trèo lên ta hỏi thăm mày. Đang cuốn băng đít. Đó là ai? Đó là team Penalty. Khẩu M762 này áp sát nó tuyệt đối mạnh. Không cho đối thủ một cơ hội nào. Đó là em. Red Zone cách bên phải em khoảng khoảng tầm 100m. Còn một thằng nữa ở trên này. Bắn nó từ nãy giờ nó vẫn chưa chết. Căng thật. Ở đâu đó thì có tình huống Casper lốc cho mình hai mạng bằng quả lựu đạn. Thối thật. Ui. Ít mẹ anh ấy tự ngửi rắm và tự chết luôn. Không thể tin nổi. Lúc kỹ thật. Yếu lắm rồi. Giờ thì thở làm sao được nữa đây. Đói, cứ bình tĩnh, nó đang ném bom xuống. Ra ngoài cái đã cho nó an toàn. Đấy. Nó tỉnh nhưng em còn tỉnh hơn. Em chưa bao giờ là người say cả. Chạy đi đâu? Hai thằng, một thằng làm kê, một thằng chạy mất rồi. 11 mạng dành cho em, còn thằng đồng đội. Sao lại bỏ bạn mà ra đi? Có chết thì chết cùng nhau, có đôi có cặp thì xuống kia là mới vui. Làm trận mới. Giờ đây thì em cần phải bơm máu vào. Máu đã được bơm, uống thêm viên thuốc tăng trọng rocket 1 giờ để có thể được chơi lâu hơn. Rồi, có thêm một khẩu K ở đây. Nhưng mà đối với em mát săn ốc mù quang trải này thì em nghĩ là nó không cần thiết. Thằng kia chạy đi đâu rồi không biết. Chuồn khá nhanh. Kệ con mẹ bạn luôn. Lượng trang bị này đúng là quá đầy đủ để hạ 43 người còn lại. Nói thế thôi, làm sao đủ 43 người. Đi bây giờ em mới đi tìm mấy thằng shipper. Còn một thằng nữa có thể nó cũng chỉ quanh quẩn lấp ở đâu đây thôi. Em cần phải thám thính thật cẩn thận để có thể đi đến những vòng bo tiếp theo. Vì đối phương đang là người không hề di chuyển, còn em thì đang chạy lông nhông ở đây. Chắc nó cũng không thể chạy xa được. Nằm đất mà cứ tưởng như là mình còn sống, định làm rắn sao? Rất là khó. Thật ra thì với cái map Sanok này ở Botcam nó thực sự là những nơi rất là khó thở. Cần phải tập trung rất nhiều để có thể sống sót. Hầu như khu vực Botcam này quanh quẩn đây thì có khá nhiều. Anh em chọn đây là địa điểm du lịch gieo mình xuống khu này. Thính thì đang ở trước mặt hướng 160. Tội gì em không lên thăm cái thính. Đã là thính thì ai chả muốn đúng không anh em? Thôi, ngồi đây nghỉ cái đã. Em nghĩ lại, lên thính giờ này có khi dễ hẹo. Còn một thằng ở trong kho thì phải. Không, nó ở phía bên phải. Đây rồi. Xây tốt đến từ em nhưng chưa đủ để hạ gục đối phương. Kéo về tầm ếch đã.
Ui mẹ mày ăn luôn con hàng của em. Đó là phải lồn cực dẻo dai. Đã là cực mà lại còn dẻo và dai nữa. Đéo hiểu nó là mẹ mày tên cất cao su à. Hiện tại thì khu vực bot cam này vẫn còn người có thể ở trên đồi. Nên là em cần phải xem tình hình nó như nào đã thì mới di chuyển được tiếp. Chứ nếu mà di chuyển ất ơ giờ này là dễ hiệu lắm. Mọi thứ đang theo đúng những gì mà em cảm thấy là mình tính toán được. Đấy vẫn còn người nữa. Đấy tiếp X3 có cho em mình một mạng của mèo mèo. Hạ sát nó luôn, đó là cực dẻo dai. Bây giờ nó mới là đi luôn này. Thật ra thì sẽ có nhiều người hỏi là em bắn mấy ngón thì thật. Để mà chia sẻ thật thì em mới luyện tập lên tầm 6 ngón. 5 ngón, 5 ngón, chính xác là 5 ngón. Tầm 3 ngón bên phải, 2 ngón bên trái. Không biết là anh em bắn bao nhiêu ngón, nhưng mà với cái trò PUBG này chúng ta cần thiết phải luyện thêm nhiều ngón để có thể xử lý thao tác nó được nhanh hơn. Có như vậy thì chúng ta mới xử lý tốt được. Rồi, ở trên đồi chúng ta có thể nhìn thấy minimap. Ui, mày mày đông vậy. Hai thằng đang phang nhau à? Đấy anh ạ, các anh thấy không? Nếu mà mình có di chuyển bên phải mà chạy bên kia thì hẹo là cái chắc luôn. Một khi thính đã rơi thì có rất nhiều những người đi săn thính. Nhưng mà mình không thể nào nó là mồi được. Có 14 mạng dành cho em rồi. Mèo không có ai cứu nhưng hẳn là còn đồng đội của hắn ở bên trong. Giờ đây cứ bình tĩnh ngồi ở đây thôi. Bò thì sát người mình nó nên là mình không cần phải chạy đi quá xa. Tiếng súng ở quanh đây hướng 200 hướng 200 là quá nhiều. Nên em lựa chọn ngồi đây một tí. Vì phía bên trái em vẫn còn người và trên đồi cũng còn người. Vậy thì em cần phải clear hết cả ít nhất là một trong hai phía thì em mới có thể thông thoáng để em đi lên được. Hiện tại em xin giới thiệu với mọi người là hiện tại là Nessie có bán thêm một vài chiếc phụ kiện tai nghe chuyên dành cho PUBG, đó là con HTC 240 Pro trên Facebook cá nhân. Lát nữa mình sẽ để cái link Shopee của Nancy ở trên phần mô tả. Anh em có thể ghé đấy mua, bởi vì là cái tai nghe này để mà nói nghe về tiếng chân footstep nó cực kỳ ổn định và bass của nó cực kỳ to. Nên ngay cả khi em đang sấy mà tiếng chân ở lại gần em cũng có thể nghe thấy được. Hơn nữa là những anh em chơi game chuyên nghiệp như các đội tuyển như team Bóc đang thi đấu ở bên Thượng Hải cũng như là team SS cũng đang sử dụng tai nghe này của em. Nó thực sự là một cái phụ kiện không thể thiếu được để cho anh em chơi game PUBG hoặc là chơi những game FPS khác. Một đặc điểm nữa của nó là nghe nhạc VLAN cũng cực kỳ ngon luôn. Đi mẹ mày, đã là rắn thì lại bò trườn như vậy. Với cái mảng đen đấy thì em có thể dễ dàng phát hiện ra đối phương. Các anh thấy em quách tỉnh không? Không ở dưới này mà lên trên đấy thì chỉ có đi luôn. Và một số những cái phụ kiện khác được Nancy bán, đó là như là cái jack sạc, vừa sạc vừa nghe vừa chơi game vừa mic được và không ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh để anh em có thể chơi game được tốt hơn ở cũng ở trên cái link Shopee đấy. Ô, bot à? Có đúng là bot không? Đó là Nguyễn Bà 90 ra đi trong một nốt nhạc. Cố gắng mang thêm cho mình thêm nhiều đạn nữa, mới 16 mạng thôi, còn đến 14 player, trong đó em là người thứ 15. Anh em có thể ghé qua shop của Nancy ủng hộ mình. Một điều đặc biệt hơn là anh em có thể check hàng trước khi trả tiền. Nếu như hàng thực sự không ngon như Nancy nói thì các bạn không cần trả tiền cũng được, để shop hoàn về cũng được. Đấy là một cái ưu ái dành cho em. Và tất cả những sản phẩm mà Nancy bán ở trên cái Shopee đấy
đều được bảo hành 1 cho đến 6 tháng. Lỗi 1 đổi 1 dành cho tất cả mọi người. Ui, ít mẹ mày đang giới thiệu tí tí oẳng luôn. Thôi không sao, một viên đối với em hiện tại giờ em đéo ngại, chỉ sợ đó là khẩu ốp thôi. Làm cái cô tích cái cho có nhiều máu. Chứ tầm này là tầm đi mẹ ngó à, ngó với bố mẹ. Ngó với tao. Ui, nó cũng đéo dính viên nào cả, đang chạy đó là thanh niên ở bên phía bên kia. Ăn khá nhiều đạn vào đít nhưng mà đít vẫn chưa thầm được. Rồi, đến đây là vòng bo cũng gần như cuối rồi. Vòng bo 5, vòng bo 6 rồi. Nó chạy ra ngay đây thôi, cứ bình tĩnh. Kiểu gì nó chắc phải nằm xuống. Hiện tại thì em vẫn cứ đang phải có thêm cho mình những cái trang bị tốt nhất, đầy đủ đạn dược để có thể chinh chiến. Chưa thấy nó chạy đi đâu cả. Thôi, có lẽ là em sẽ truyền chuồn vào hướng khác, làm cái giáp 2 cho nó đỡ, cho nó mới. Bo chỉ còn cách em 300m, đó là một quãng đường cũng khá là dài. Nhưng cái thằng ở bên phải này không biết nó chạy đường nào rồi, nên em cần phải để ý hơn về phía bên phải. Có tình huống sấy giảm thanh từ thanh niên nào đó ở hướng 240. Với cái map này đặc điểm của nó là cỏ rất dày và đậm đặc, nên là anh em tình huống này chắc em có khi phải bơi qua sông thật rồi. Có thằng ở cầu thì phải. Đây rồi, em đã nhìn thấy đối phương đang băng qua cầu như một vị thần vừa lăn xuống như một thằng thần luôn. Đây là những vòng bo cuối, những địa điểm như những cái cầu này thì nó thực sự là nguy hiểm. Em sẽ không bao giờ lựa chọn đấy, em sẽ nhảy luôn vào ngay xuống nước bơi cho nó mát. Mặc dù đang mưa nhưng đối với em đây là con đường duy nhất để có thể cho em vào trong bo một cách nó an toàn. Chứ đi trên cầu kia khác gì là bảo bố mày đang ở đây này. Đến nơi rồi, em đã có thể vào được trong bo một cách an toàn nhất có thể. Ui, mẹ em, trong nhà là có người trong hai thằng bạn nhau anh ơi. Một mạng nữa đó, mạng thứ 18 con thằng trong nhà. Chạy đi đâu đây con trâu này. Làm xuống đó là Lê Thanh Hiền 1. Em lại có thêm đạn dược cùng với một quả nết. 19 mạng dành cho em. Liệu có thể lên được 20-21 mạng hay không thì đó là một bài toán. Có cho mình cái chảo để bảo vệ lỗ đít tốt hơn. Ở phía trên kia thì chắc chắn là một bầy rắn rồi. Em chắc chắn với các anh điều đấy luôn. Vào đây làm viên thuốc cho nó chắc. Full thể lực thì có thể chạy nó nhanh hơn. Anh em chắc biết được điều đấy rồi. Ở trong này thì nó nói là thuốc giảm đau. Tiếng sấy giảm thanh rất gần ở khu vực này. May quá em đang ở trong bo cùng với một cái hàng rào phải nói là cực kỳ chắc chắn. Bờ tường này nó là một lời lý tưởng để chúng ta có thể quan sát. Đây rồi. Mày định lầm đấy. Mày định lầm đấy làm gì? Đó là Coco 04 đã phải nằm xuống. Đấy, đây là một cái hàng rào cực kỳ tốt để cho chúng ta có thể ngắm cả khu vực phía trên bò. Mà trong khi đó em vẫn ở trong bò một cách an toàn. Chúng ta ngồi đây ngắm nhìn được nhiều hơn. Có mọi góc nhìn để cho chúng ta có thể nhìn. Đây rồi. Ra đây lấy góc cái. Ui, một đồng chí đã phải nằm xuống, bốc khói xanh mù mịt luôn. Còn đây là đồng chí tiếp theo. Di chuyển làm gì? Ui, mẹ mày bắn gắt thế. Đó là Braditaya. Làm cái băng đít đã. Anh em nhớ ủng hộ shop của Nancy nha. Khói đã được ném ra ở khu vực của cái bạn vừa mới lốc.
Có thể là tình huống cứu nhau đến từ hai người. Giờ Nancy đang về phía cánh trái, hạ gục được Luca Basili, một thành viên đến từ Liban. 21 mạng dành cho em, giờ chỉ còn có 4 player còn sống, với em thêm là 5. Chạy sang phía bên phải. Ôi trời, thôi. Có lẽ là em đã phải dừng lại. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại vào video sau nha.